chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ tư ngày 10 tháng 3, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch, tổ chức các hoạt động kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới. Các ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Các doanh nghiệp huyện Ân Thi thực hiện mục tiêu kép vừa đẩy mạnh sản xuất vừa phòng chống dịch. Nông dân cần chủ động phòng trừ sâu bệnh trên nhãn. Thể thao Hưng Yên tích cực chuẩn bị cho những giải đấu lớn năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có công văn hỏa tốc về việc tổ chức các hoạt động kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới. Nội dung công văn xin được tóm tắt như sau. Căn cứ tình hình dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát chặt chẽ trên địa bàn tỉnh nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương của tỉnh về phòng chống dịch, kiên trì thực hiện mục tiêu kép, kiên quyết giữ vững địa bàn an toàn, không để dịch bệnh phát sinh, lây lan ra cộng đồng, triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới, đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu. Từ 12 giờ ngày 10 tháng 3 năm 2021, thực hiện nghiêm các nội dung sau. Các loại hình kinh doanh dịch vụ trừ dịch vụ karaoke, quán game, internet và hoạt động tập trung đông người được hoạt động bình thường trở lại nhưng phải đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo và chịu trách nhiệm về việc các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo, các khu di tích, điểm du lịch, nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, trường học, cơ sở giáo dục, cơ sở dịch vụ trên địa bàn hoàn thiện triển khai hiệu quả phương án phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tổ chức kiểm tra giám sát việc tuân thủ quy định về phòng chống dịch bệnh. Các hoạt động chính trị xã hội cần thiết được phép tổ chức, người đứng đầu các cấp ngành địa phương chịu trách nhiệm quyết định việc tổ chức và quy mô tổ chức hoạt động chính trị xã hội trên cơ sở thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Hội nghị, hội thảo, hoạt động văn hóa, thể thao, đám cưới, đám hỏi được tổ chức nhưng phải thực hiện nghiêm việc giãn cách và các biện pháp phòng chống dịch theo yêu cầu hướng dẫn của Bộ Y tế và của tỉnh. Dừng hoạt động tất cả các chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có nhu cầu ra ngoài tỉnh thực hiện theo quy định của cơ quan, đơn vị mình không được vào vùng có dịch. Sở Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị có liên quan thực hiện xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ tại các cơ sở cách ly tập trung, cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh khi kết thúc đợt cách ly tập trung phòng chống dịch. Tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, khuyến cáo nhân dân đề cao cảnh giác, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, coi thường dịch bệnh, tự giác thực hiện thông điệp 5K và các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thay mặt Ủy ban Nhân dân, ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng. Thời điểm này, nhiều ngân hàng tiếp tục cho vay giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch COVID-19 để ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh. Theo đó, Ngân hàng Vietinbank lãi suất huy động 3,1% năm cho kỳ hạn dưới 3 tháng và 3,4% năm kỳ hạn 3 đến 6 tháng. Chương trình kéo dài từ nay đến ngày 30 tháng 9 năm 2021. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam triển khai gói tín dụng ngắn hạn lãi suất ưu đãi từ 3,8% năm tùy theo từng kỳ hạn với quy mô 10.000 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh xuất nhập khẩu. Vietcombank giảm đồng loạt lãi suất tiền vay cho toàn bộ dư nợ vay hiện hữu và cho vay mới của khách hàng trong thời gian 3 tháng. Theo đó, đối với khách hàng, doanh nghiệp, ngân hàng này giảm tới 10% số tiền lãi phải trả ngân hàng cho các khách hàng bị ảnh hưởng tiêu cực mức độ mạnh bởi dịch COVID-19, giảm tới 5% số tiền lãi phải trả ngân hàng cho các khách hàng còn lại bị ảnh hưởng bởi dịch. Đối với khách hàng cá nhân, ngân hàng giảm lãi suất 0,2% năm cho các khách hàng cá nhân vay vốn sản xuất kinh doanh trước ảnh hưởng của dịch bệnh. Cùng với đó, Vietcombank đã giảm phí dịch vụ cho khách hàng. Trong khi đó, hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trên địa bàn tỉnh trong năm 2020 đã hỗ trợ lãi suất cho trên 700 khách hàng với 4,5 nghìn tỷ đồng. Năm 2021 sẽ tiếp tục hỗ trợ giảm lãi suất. Hiện nay chúng tôi đang áp dụng cái gói 15 nghìn tỷ áp dụng đối với khách hàng có quy mô lớn và trên cơ sở khách hàng đáp ứng được các cái điều kiện thì sẽ được áp dụng các cái mức lãi suất
là rất thấp so với mặt bằng lãi suất chung. Và đối với chi nhánh thì chúng tôi cũng đang chỉ đạo là tiết giảm tất cả các cái chi phí không cần thiết để có cái điều kiện coi như là giảm lãi suất để thực hiện cái đầu tư cho vay đối với khách hàng. Bắt đầu từ tháng 2 để hỗ trợ thêm về phí dịch vụ cho khách hàng, những cái khách hàng đang sử dụng cái dịch vụ ngân hàng điện tử của Vietcombank thông qua 4 gói dịch vụ, tức là khách hàng khi mà có số dư bình quân ở một cái mức nhất định trở lên sẽ được miễn toàn bộ cái phí dịch vụ trên hệ thống thanh toán điện tử ngân hàng. Việc giảm lãi suất cho vay lần này tiếp tục thể hiện sự quyết tâm của các ngân hàng trong thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ khách hàng, đưa tín dụng ngân hàng tiếp tục phát huy vai trò thúc đẩy, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế đất nước, nhất là trong những tháng đầu năm 2021. Hiện nay, các doanh nghiệp tại huyện Ân Thi đang tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trên tinh thần vừa chống dịch hiệu quả, vừa bảo đảm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. Trên địa bàn huyện Ân Thi hiện có gần 200 doanh nghiệp đang hoạt động, tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực may mặc, điện tử, bao bì, thực phẩm, tạo việc làm cho gần 10.000 lao động. Để công tác phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, các công ty thực hiện nghiêm việc sát khuẩn, đo thân nhiệt, khai báo y tế, thực hiện thông điệp 5K là đeo khẩu trang, khử khuẩn, giữ khoảng cách, không tập trung đông người và thực hiện nghiêm việc khai báo y tế. Đối với các doanh nghiệp có người nước ngoài hoặc người lao động từ tỉnh Hải Dương sang đều phải tuân thủ nghiêm theo quy định phòng chống dịch. Song song với phòng chống dịch, các hoạt động sản xuất kinh doanh dần được các công ty khôi phục trở lại với tinh thần quyết tâm, bứt phá. Điển hình như công ty cổ phần Haplat có địa chỉ tại xã Quang Vinh, sản xuất sản phẩm chính là túi ủ, các sản phẩm dùng một lần có thể phân hủy sinh học và túi nhựa. Hiện nay công ty đang đẩy mạnh mở rộng thị trường xuất khẩu sản phẩm tại 80 quốc gia. Trung bình mỗi tháng công ty xuất khẩu gần 1.000 tấn sản phẩm. Công ty cũng đã chuyển hướng sang khai thác các thị trường mới và đẩy mạnh cái việc marketing cũng như bán hàng. Nên là chúng tôi cũng đã ký kết thêm được nhiều hợp đồng. Ngoài ra thì thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng tuyển thêm rất nhiều nhân sự để chúng tôi có thể đáp ứng được việc giao các đơn hàng kịp thời cho khách hàng nước ngoài. Hiện nay thị trường chính của chúng tôi đó là thị trường Mỹ, thị trường châu Âu, thị trường châu Á và thị trường châu Phi. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ điện cơ Gia Bảo, xã Tiền Phong cũng đang đẩy mạnh sản xuất các loại máy bơm nước. Dự kiến hết tháng 3, doanh nghiệp cung cấp ra thị trường 7.000 sản phẩm, gấp đôi so với tháng trước đó. Hiện tại doanh nghiệp thì cũng vẫn đảm bảo cho người lao động về chế độ cũng như là về công việc. Và chúng tôi cũng xác định là chất lượng hàng tiêu dùng làm sao phục vụ người dân tốt nhất. Hiện nay do mở rộng quy mô sản xuất và số lượng các đơn hàng tăng nên nhiều doanh nghiệp tại huyện Ân Thi đang có nhu cầu tuyển dụng lao động với mức lương trung bình từ 8 đến 12 triệu đồng một người một tháng, như công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc dệt kim Smartset, công ty trách nhiệm hữu hạn Format Việt Nam, công ty cổ phần Haplat. Với nỗ lực vượt khó, các doanh nghiệp đã và đang nghiêm túc thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo ổn định sản xuất, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Thời gian vừa qua, nhằm khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều hợp tác xã tổ liên kết trên địa bàn huyện Tiên Lữ đã thực hiện các biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ nông sản cho nông dân, giúp phần nào giảm thiệt hại. Xã Tiền Phiến có 70 hectare sản xuất rau màu tập trung ở thôn Diệt Pháp, được trồng đa dạng và quanh năm như rau mùng tơi, rau muống, rau ngót, cà chua, su hào, súp lơ, cải. Trước Tết Nguyên đán, thời tiết thuận lợi, sản lượng rau tốt, đúng thời điểm tiêu thụ thì dịch COVID-19 bùng phát, nông sản của bà con bị tồn đọng và hư hỏng nhiều. Trước đây, sản lượng tiêu thụ của các hợp tác xã rau an toàn Bình Minh, Chiến Thắng đạt khoảng 120 tấn một tháng thì nay giảm chỉ còn khoảng 1/3. Giá cũng vì thế mà giảm mạnh, hiện nay giá cà chua 1.000 đồng 1 kg, su hào 700 đồng đến 1.000 đồng một củ, súp lơ, rau cải các loại chỉ còn từ 2.000 đến 3.000 đồng 1 kg mà không có người mua. Các hợp tác xã đã đứng ra hỗ trợ nông dân tìm mọi kênh phân phối để đảm bảo thông thương hàng hóa và giải phóng đồng ruộng. Vào cái lúc khó khăn thế này thì phải bù nỗ, ta mở hết cái kênh để tiêu thụ cho sản phẩm nó đi được, hỗ trợ về người làm rồi về nhân công rồi về các cái phương tiện để làm sao mà cho hàng đi thị trường của mình. Thì thứ nhất là các cái bếp ăn công nghiệp này, các cái tiểu thương này, các nhà hàng này, là nhưng thực ra nhà hàng vào mùa dịch thì nó bị nghỉ nên là phải là lại gửi đi đến các cái hợp các kênh hợp tác xã mà liên kết. Trong chăn nuôi có nhiều thuận lợi hơn do sản lượng tiêu thụ vẫn đảm bảo, tuy nhiên giá đã bị giảm so với trước. Một số hợp tác xã chăn nuôi lợn và bò cũng đứng ra giúp bà con tiêu thụ sản phẩm, trao đổi con giống giảm thiệt hại. Điển hình như hợp tác xã dịch vụ chăn nuôi nông nghiệp Đức Thắng, hợp tác xã Tân Tuyến.
dân người ta có gọi thì có con nào thì hầu như mình thu mua hết, từ bò cái đến mê con giống rồi đến bò thịt, tháng độ khoảng gỡ 150 con đến 200 con. Ở trong cái thời gian tới thì mình cũng nguyện vọng của mình là cũng muốn mở rộng các cái điểm bán lẻ khắp thành phố Nghi Yên. Hiện huyện Tiên Lữ thành lập được 16 hợp tác xã và nhiều tổ hợp tác. Phần lớn các hợp tác xã và tổ hợp tác này đã có những bước tiến trong liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị tiêu thụ sản phẩm, góp phần thay đổi tư duy phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, tạo thu nhập ổn định cho người dân. Ngày 10 tháng 3, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị nghiệm thu đề tài nghiên cứu ứng dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm khắc phục hiện tượng ra hoa cách năm, góp phần tăng năng suất giống vải trứng Hưng Yên. Đề tài do Viện Nghiên cứu Rau quả thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam chủ trì thực hiện từ tháng 3 năm 2018. Đơn vị chủ nhiệm đề tài đã tiến hành nghiên cứu nguyên nhân chính của hiện tượng ra quả không ổn định của vải trứng Hưng Yên. Đây là giống vải có tỷ lệ ra hoa cái thấp và hoa cái chỉ bắt đầu nở khi hoa đực đã nở hết từ 1 đến 2 ngày. Cùng với đó, quy trình áp dụng kỹ thuật của người dân còn thiếu đồng bộ dẫn đến cây phát triển không cân đối, sâu bệnh nhiều. Đề tài nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật có ảnh hưởng lớn đến năng suất của cây như cắt tỉa lộc thu, khoanh cành làm tăng tỷ lệ ra hoa cái, sử dụng một số chế phẩm qua lá, từ đó xây dựng quy trình tổng hợp nhằm tăng năng suất và tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho người dân. Đây là đề tài có tính ứng dụng cao, góp phần thúc đẩy sự phát triển của vải trứng Hưng Yên, giống vải quý nhưng khó tính. Trong những ngày qua, thời tiết có mưa nhiều, độ ẩm không khí cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh trên cây nhãn phát sinh và gây hại. Để cây sinh trưởng phát triển tốt và đậu quả đạt tỷ lệ cao, các nhà vườn cần chủ động các biện pháp phòng trừ. Hiện nay, các trà nhãn trên địa bàn tỉnh đang ở thời kỳ phân hóa hoa, ra hoa, một số diện tích đã đậu quả. Tuy nhiên, do thời tiết nhiều ngày âm u, mưa phùn, độ ẩm không khí cao, rất thuận lợi để các loại sâu bệnh như sương mai, mọ trĩ, bọ xít, sâu đục cuống hoa và quả phát sinh gây hại. Để hạn chế những ảnh hưởng của thời tiết và sâu bệnh đến sự nở hoa, đậu quả của nhãn, tranh thủ thời tiết mưa tạnh, các chủ vườn cần chủ động áp dụng các biện pháp kỹ thuật chăm sóc theo hướng dẫn của ngành chuyên môn, như phun phòng trừ bệnh sương mai ngay khi nụ phát triển đến khi hoa nở bằng các thuốc đặc hiệu như phytoxit 50WB, Ridumin Col 68WG. Thời kỳ đậu quả non, nếu thời tiết còn âm u mưa phùn, độ ẩm không khí cao, cần phòng trừ tiếp thêm một lần bằng một trong các loại thuốc trên. Đối với bọ trĩ, bọ xít, sâu đục cuống hoa và quả, sử dụng các loại thuốc đặc trị như Vitaco 40WG, Foliam Tago 063ST để phun trừ khi mật độ cao. Khi diệp sáp, diệp muội xuất hiện với mật độ cao, sử dụng các loại thuốc như Vovento 150OD, Radian 60ST để phun trừ. Các nhà vườn cần lưu ý nếu xuất hiện mưa có tạp chất mưa axit thì cần phải phun xịt nước sạch để rửa tạp chất trên tán cây. Lợi dụng thời điểm giáp Tết Nguyên đán và tập trung phòng chống dịch bệnh COVID-19, một số hộ dân ở huyện Văn Lâm cố tình vi phạm kế hoạch 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, với sự sâu sát cơ sở và tích cực vào cuộc của các xã, thị trấn, tình trạng này đã được ngăn chặn kịp thời. Trong đó, ngày 26 tháng 2, trước tình trạng một số hộ dân vẫn cố tình chiếm dụng hành lang giao thông trên quốc lộ 5, đường tỉnh 376 và hệ thống kênh thoát nước của khu công nghiệp để xây dựng lều lán, Ủy ban nhân dân xã Trương Trắc đã tiến hành cưỡng chế giải tỏa vi phạm. Kết quả, có gần 200 mét vuông bê tông bắc qua kênh, gần 20 lều lán bị lực lượng chức năng dùng máy xúc san ủi trở lại hiện trạng. Vừa qua, chúng tôi cũng đã tổ chức vừa phòng chống dịch, vừa giải tỏa toàn bộ khu vực lều lán quán bảy ở trên hành lang của đường 376. Và trong thời gian tới, Ủy ban xã phối hợp các doanh nghiệp ở trên địa bàn có liên quan sẽ duy trì một cách nghiêm túc, triệt để, không còn để cái tình trạng lều lán quán bảy bày bán ở trên vỉa hè, lòng đường, hành lang an toàn giao thông. Tại thị trấn Như Quỳnh, cuối năm 2020 và ngay đầu tháng 3 năm 2021, đã giải tỏa được 43 trường hợp vi phạm hành lang giao thông đường tỉnh 385. Trong đó, vận động thuyết phục 13 trường hợp tự giác tháo dỡ lều lán vi phạm, xử lý 30 trường hợp vi phạm tại chợ Như Quỳnh. Hiện địa phương đang tiếp tục vận động 10 trường hợp vi phạm ở thôn Ngô Xuyên, 13 trường hợp ở khu phố Như Quỳnh chiếm dụng hành lang giao thông để xây dựng lều lán tự giác tháo dỡ công trình vi phạm.
Đối với những cái thời điểm một số hộ lợi dụng trong công tác ngày Tết, rồi lợi dụng trong phòng chống dịch bệnh là có manh nha tổ chức sử dụng đất sai mục đích, thì Ủy ban thị trấn Như Quỳnh cũng cương quyết là làm triệt để, không để cho một trường hợp nào phát sinh. Thực hiện kế hoạch số 93A, đến nay trên địa bàn huyện Văn Lâm có 695 trên 1.041 trường hợp vi phạm bị xử lý giải tỏa. Trong đó, vi phạm trên đất nông nghiệp được 174 trên 390 trường hợp, đạt 45%. Vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông 410 trên 511 trường hợp, đạt trên 80%. Vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi 111 trên 140 trường hợp, đạt gần 80%. Thời điểm vừa rồi nó liên quan đến dịch Covid, thì toàn xã hội, cả hệ thống chính trị tập trung vào trong cái phòng chống dịch. Nó sẽ có cái nguy cơ là những cái hộ gia đình, một là tái vi phạm, hay là vi phạm mới, vi phạm trong hành lang giao thông, công trình thủy lợi, đất nông nghiệp là cái nguy cơ rất là cao. Thế vì vậy chúng tôi cũng quyết liệt chỉ đạo đối với các xã, đặc biệt là các xã thị trấn, cũng thường xuyên ngoài cái việc phòng chống dịch thì cũng phải thường xuyên nắm bắt tình hình trên địa bàn. Nếu mà phát hiện những cái vi phạm là phải xử lý kịp thời, ngay từ lúc còn manh nha. Hiện nay, ngoài xử lý cương quyết những trường hợp cố tình vi phạm, tuyệt đối không để phát sinh mới, huyện Văn Lâm đang xây dựng kế hoạch để tiếp tục xử lý, giải tỏa những trường hợp vi phạm, thực hiện nghiêm kế hoạch số 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh. Do chưa vào cuộc xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm nên trên địa bàn phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên vẫn còn để xảy ra tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông. Trong đó, gara ô tô Đức Hiếu lấn chiếm nhiều diện tích vỉa hè thuộc tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông kéo dài, đoạn giáp với công ty khai thác công trình thủy lợi tỉnh. Trên tuyến đường thuộc khu phố Cao Xá, đơn vị vi phạm đã lấn chiếm vỉa hè để tập kết vật liệu xây dựng làm lán để xe từ nhiều ngày nay. Nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên là do phường Lam Sơn chưa xử lý nghiêm và triệt để các vi phạm ngay từ ban đầu. Nhà này làm được nên các hộ khác cũng làm theo. Hiện nay, 235 vận động viên của 14 bộ môn thể thao thành tích Hưng Yên đã và đang trở lại tập luyện với tinh thần vừa tích cực phòng chống dịch, vừa có sự chuẩn bị tốt nhất cho các giải đấu lớn cấp quốc gia năm 2021. Năm 2021 dự kiến sẽ là năm rất bận rộn của thể thao Việt Nam nói chung và thể thao Hưng Yên nói riêng. Hiện nay, các vận động viên thuộc 14 bộ môn của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Hưng Yên đã bước vào đợt tập luyện với cường độ cao nhất, sẵn sàng cho hàng chục giải đấu quốc gia. Trong đó, Pencastilat là bộ môn tham gia thi đấu sớm nhất vào ngày 20 tháng 3 tại Đà Nẵng. Mật độ thi đấu khá dày, buộc các huấn luyện viên, vận động viên phải làm việc với khối lượng gấp 2-3 lần so với năm trước. Trong bối cảnh vừa phải tích cực phòng dịch, các bộ môn đều phải tranh thủ thời gian một cách tối đa, tăng cường nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, tập luyện nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho các giải đấu cấp quốc gia. Trung tâm cũng quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ tập luyện cho các bộ môn.